Rồi hôm nay đi làm gần công trình phát hiện có một cái cây đàn guitar bị bỏ hoang. Nó cũng bị ong đất đồ bám dữ lắm. Cây đàn này chắc cũng lâu lắm rồi nè. Thấy không? Ong đất rồi nó bám lên cái cần đàn này. Cũ kỹ. Dây đàn thì rỉ sét. Tiêu hết rồi. Bây giờ mình sẽ đem về. Giá của cây đàn này là 2 bát hủ tiếu chay. Đó, sau khi đem về lau chùi sạch sẽ rồi nhìn rất lịch sự đúng không? Rồi bây giờ cho nó bộ dây thử xài được không? Mà nhà làm biếng đi mua dây quá nên lấy dây của cái cây đàn cũ nhà mình. Lấy dây nha nhà. Đem vô gáp vô cho nó. Đó, bây giờ mình luồn dây vô. Thấy cũng nhìn thấy cũng lịch sự rồi đó. Mà cái đàn này không có bị mẻ gì nha, nó nguyên vẹn luôn, không bị một dấu tích gì hết. Nó cũng là gỗ nhập đô á. Thấy cũng bền bỉ. Nó bây giờ giá nó đã tăng lên rồi đó. Còn tăng bao nhiêu thì để từ từ. Đúng không? Sau khi vô dây rồi mình lên dây cho nó lịch sự chút nha. Cái này lên đại theo cảm giác thôi chứ cũng không có cái gì để đo lường hết á. Cứ chủ động lên cảm giác. Sau khi lên dây cho nó thì ria thử mấy cái. Rồi anh em nào cần mua cái đàn này về tập đàn hay gì đó, hay là học đàn để thờ phượng chúa gì đó, rồi liên hệ bán lại cho. Giá sẽ tăng lên vài bát phở nữa và vài bát hủ tiếu chay nữa. Đó, giờ lên xong rồi đó. Rìa mấy cái nha. Âm thanh này thì nói chung anh em mà chịu học đàn thì cái này xài cũng được. Cũ quá rồi, mình bộ dây mới. Giờ mình ngắm sơ cái đàn lại một cái nữa nha. Cái này chùi chưa sạch lắm nha mọi người. Cái mặt trước này còn hơi dơ, mình chùi kỹ lại nữa. Này cây mô đẹp.